Sau việc ghi điểm với fan khuyết tật, hãy Hania hai lần ẩm điểm 10, á hậu Việt Kiều Thảo Nhi Lê không chỗ nào chê. Em có muốn vào không? Em vào cùng chị đi, không sao cho em vào khổ thân em. Hội Hania. Hoa hậu Hội Hania nhận về vô số lời khen ngợi của người hâm mộ khi có hành động đẹp trong lúc tham gia sự kiện. Cụ thể, khi một fan khuyết tật bất ngờ đi đến và ngỏ lời muốn chụp ảnh kỷ niệm, Hoa hậu Hội Hania ngay lập tức đồng ý với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, tạo sự gần gũi. Không những thế, nàng hậu còn chủ động quỳ gối cúi người thấp hơn trong lúc chụp ảnh để rút ngắn khoảng cách với người hâm mộ. Trước đó, Hội Hania cũng từng khiến fan xích xoa khen ngợi khi có hành động tương tự với một fan khuyết tật. Theo đó, khi chụp hình với người fan này, Hội Hania không ngại ngồi bà xuống đất để có khoảnh khắc đẹp. Chưa kể nàng hậu còn cẩn thận dìu tay fan tạo sự gần gũi và cởi mở. Khánh Vân. Nhắc đến những nàng hậu Việt có hành động đẹp với fan khuyết tật, không thể không kể đến Khánh Vân. Theo đó, trong sự kiện Miss Universe 2020, Khánh Vân từng ghi điểm khi quỳ gối chụp ảnh với một fan khuyết tật bất chấp đang mặc váy xẻ tà cao. Sự gần gũi và thân thiện của nàng hậu lập tức chạm đến trái tim người hâm mộ. Một lần khác, Khánh Vân tiếp tục có dịp gặp lại vị fan cứng này, và khi nhận được lời mời chụp ảnh, nàng hậu liền có hành động tương tự lần trước. Thái độ vui vẻ, niềm nở và chân thành của cô khiến ai cũng phải xuýt xoa. Đúng không hổ danh là nàng hậu có trái tim yêu thương. Thảo Nhi Lê. Thảo Nhi Lê cũng là một trong những nàng hậu nổi tiếng gần gũi và giàu tình yêu thương. Còn nhớ trong sự kiện fan meeting, Thảo Nhi Lê đã có hành động vô cùng đẹp với một fan khuyết tật. Cụ thể, khi người này lặn lội đường xa đến tham gia fan meeting thì mới hay vé mời đã bán hết. Thấy vậy, Thảo Nhi Lê liền an ủi và ngỏ ý mời bạn fan vào trong cùng mình. Cô nói, em vào cùng chị đi không sao, cho em vào khổ thân em. Nghe lời mời chân thành của Thảo Nhi Lê, những người hâm mộ có mặt ở đó nói chung và bạn fan khuyết tật nói riêng đều cảm thấy ấm áp. Nam em. Tham gia biểu diễn âm nhạc tại một phòng trà, nam em được đông đảo người hâm mộ vây kín ngỏ ý chụp ảnh kỷ niệm. Trong đó có một fan dù phải chống nạn vẫn cố gắng chờ đợi được chụp ảnh cùng nam em. Đáp lại tình cảm của fan, nam em thân thiện khoác vai và ôm mọi người chụp ảnh. Hành động tuy nhỏ nhưng phần nào nói lên tính cách cũng như con người tốt đẹp của nam em. Đông Nhi, ông Cao Thắng. Tại buổi họp báo phim Bảy Ngọt Ngào, vợ chồng Đông Nhi, ông Cao Thắng sánh đôi cùng nhau tham dự. Sau khi chương trình kết thúc, một người hâm mộ đã xin được chụp ảnh cùng cặp đôi. Điều đặc biệt là bạn fan này có khiếm khuyết ở chân, vì thế Đông Nhi và ông Cao Thắng đã nhanh chóng ngồi xuống, ghé sát lại phía bạn nữ để có khung hình đẹp nhất có thể. Cư dân mạng để ý Đông Nhi mặc trang phục bó sát, lại mang giày cao gót nên việc đứng lên ngồi xuống khá bất tiện. Thế nhưng giọng ca Bad Boy không hề bận tâm, ngược lại còn cười tươi rói và ôm bạn fan này trong lúc chụp hình. Mỹ Tâm. Là một ngôi sao luôn được công chúng yêu mến bởi tài năng và nhân cách, Mỹ Tâm từng có không ít hành động cho thấy sự ấm áp chân thành. Trong lần lưu diễn ở Hà Nội, Mỹ Tâm đã ghé lại một buổi biểu diễn ven đường để ủng hộ cho Đức Mạnh, nam thanh niên khiếm thị có đam mê ca hát. Điều khiến người hâm mộ cảm động hơn cả là sau lần gặp mặt đó, Mỹ Tâm còn hỗ trợ cho một vài hoạt động nghệ thuật của Đức Mạnh và mời anh biểu diễn cùng cô, Ngọc Sơn. Được biết khi tự lái xe đi diễn ở Bắc Ninh, Ngọc Sơn tình cờ bắt gặp một người khiếm thị hát cho chương trình nhân đạo tại ngã tư. Nam danh ca ngay lập tức dừng xe, tiến lại để thưởng thức giọng hát của người đàn ông khiếm thị. Màn trình diễn kết thúc, Ngọc Sơn còn cầm nước giao lưu với thái độ trân trọng và đồng cảm, đồng thời còn gửi tặng anh một số tiền nhỏ trước khi rời đi. Người hâm mộ đã dành cho anh nhiều lời khen tốt đẹp trước việc làm này. Có thể thấy những sao Việt như Nam Em, Thảo Nhi Lê, Hội Hania, Thanh Vân, Đông Nhi hay ông Cao Thắng khi gặp fan có hoàn cảnh đặc biệt đều cư xử rất đẹp. Hành động của họ tuy không quá to tát nhưng lại tạo được thiện cảm lớn trong mắt mọi người. We'll be right back.